Ở những hình ảnh thứ 2, thứ 3 xuất hiện thì các bạn thí sinh đã ngay lập tức đánh máy. Tăng tốc. Khoảng cách được rút ngắn lại ngay sau câu đầu tiên. Bằng bằng tiến về đích. Ai mới là người trả lời chính xác? Một người duy nhất giành điểm. Đó là... Bây giờ là phần thi tăng tốc. Cách đây ít phút thì bạn Vĩ Hào là người xuất sắc nhất trong phần thi của chướng ngại vật. Hiện tại khoảng cách điểm số của các bạn thí sinh là khá lớn. Tuy nhiên với tính chất bứt phá của vòng thi này thì rất có thể khoảng cách này có thể được rút ngắn lại ngay sau câu đầu tiên. Sau đây sẽ là cơ hội tăng tốc đầu tiên dành cho các bạn. Các bạn hãy cho biết hình nào sau đây không thể thực hiện bằng tay phải. Cả bốn bạn đều có chung đáp án là hình C. Và chúng tôi xin được chúc mừng Thành Phát có thêm 40 điểm, Minh Thông có thêm 30 điểm, Vĩ Hào có thêm 20 điểm và Việt Hoàng có thêm 10 điểm. Một khởi đầu khá thuận lợi cho phần thi tăng tốc. Sau đây sẽ là câu hỏi thứ 2. Các bạn hãy ghép các hình theo thứ tự từ 1 đến 4 để hoàn thành sơ đồ phát triển qua biến thái hoàn toàn của bướm. Thành Phát có cách sắp xếp là CBDA, đó cũng là cách sắp xếp của Vĩ Hào và Minh Thông. Việt Hoàng là sắp xếp CDBA. Như vậy chúng ta có thể thấy có hai bạn thí sinh đưa ra câu trả lời là CBDA ở cùng 1 giây 47. Đó chính là Vĩ Hào và Minh Thông. Đáp án là CBDA. Chúc mừng Thành Phát có thêm 40 điểm, Vĩ Hào có thêm 30 điểm và Minh Thông có thêm 30 điểm. Bây giờ các bạn thí sinh sẽ đến với cơ hội tăng tốc thứ 3 của mình. Viết thêm dấu ngoặc đơn tại hai vị trí nào để phép toán trong khung trở thành đúng. Lưu ý vị trí cần thêm dấu nằm ở hai trong số các cột màu được đánh chữ. Mỗi bạn để dấu ngoặc đơn ở một chỗ và bạn Việt Hoàng để ở vị trí C. Thành Phát là BE, Vĩ Hào là AC và Minh Thông là BS. Và đáp án của chúng tôi trong câu hỏi này là dấu mở ngoặc đơn sẽ phải để ở vị trí B và dấu đóng ngoặc đơn sẽ là để ở vị trí E. Như vậy đáp án chính xác là BE. Một người duy nhất giành điểm đó là Thành Phát với 40 điểm. Cơ hội tăng tốc cuối cùng dành cho các bạn thí sinh. Đây là gì? Là cả 4 bạn thí sinh đều được điểm và xin chúc mừng người trả lời nhanh nhất là Minh Thông với 40 điểm, Việt Hoàng có thêm 30 điểm, Vĩ Hào có thêm 20 điểm và Thành Phát giành thêm 10 điểm. Phần thi tăng tốc đã qua đi rất nhanh chóng và các bạn thí sinh đang băng băng tiến về đích rồi. Bây giờ trước khi đến với phần thi quan trọng này, hãy cùng xem các bạn đang có những lợi thế như thế nào về mặt điểm số. Việt Hoàng đang sở hữu 60 điểm, Minh Thông đang có 155 điểm, 195 là số điểm của Vĩ Hào và dẫn đầu với 235 điểm là Thành Phát. Em cảm thấy hơi tiếc hai câu đầu ạ. Em bấm khá là chậm.
lợi thế của em không phải ở phần tăng tốc, nên là với số điểm như vậy thì em đã hài lòng với khả năng của mình rồi. Mặc dù là em có một chút tiếc nuối ở câu cuối cùng, tuy nhiên là những gì mà giành được ở vòng thi vừa rồi là vượt quá những kỳ vọng của em. Em cũng đã cố gắng hết sức mình để giành được điểm trong vòng thi này. Chúng ta có hai thí sinh đều cùng đạt 215 điểm. Một trận thi đấu rất hay. Chơi hết mình ạ. 1 cộng 9 cộng 9 cộng 6 19 ạ. 42 5 không ạ. Các bạn thí sinh còn lại đã sẵn sàng để tay trên chuông. Bây giờ là phần thi quyết định, phần thi về đích. Và số điểm các bạn thí sinh đang có lần lượt là 195, 60, 235 và 155 điểm. Và căn cứ vào những số điểm này thì người đầu tiên sẽ đến với phần thi về đích, đó chính là bạn Thành Phát. Bây giờ thì Thành Phát đang cảm thấy như thế nào? Dạ, một chút lo lắng. Một chút lo lắng. Hy vọng sẽ qua. Xin mời. Em xin phép được chọn 3 câu 20 điểm. Vâng, đó là lựa chọn của Thành Phát, 3 câu 20 điểm. Và chúng tôi thì chúc bạn thật thành công với những lựa chọn của mình. Bây giờ sẽ là câu hỏi đầu tiên có giá trị 20 điểm. Những câu thơ sau nói lên nỗi nhọc nhằn cam chịu của ai? Một duyên hai nợ âu đành phận, năm nắng mười mưa dám quản công. Câu đây là của em là người nông dân. Vâng, xin mời các bạn thí sinh còn lại. Mời Việt Hoàng. Em thưa anh chị là bà Tú ạ. Đây là những câu thơ trích trong bài thơ Thương Vợ của Tú Xương. Và nhân vật đang muốn nhắc đến ở đây đó chính là người vợ hoặc bà Tú. Xin chúc mừng Việt Hoàng. Vẫn là một nụ cười rất tươi. Bạn có muốn lựa chọn ngôi sao hy vọng không ạ? Dạ không ạ. Hãy thật bình tĩnh, tự tin và thoải mái như thế này nhé. Dạ vâng. Câu hỏi dành cho bạn như sau. Một lớp học có 45 học sinh. Trong một bài kiểm tra, tất cả học sinh đều được điểm 8 hoặc điểm 9. Tổng số điểm của cả lớp là 379 điểm. Hỏi có bao nhiêu học sinh đạt điểm 9? Bốn mươi hai. Hơi chút vội vàng, xin mời các bạn thí sinh còn lại. Mời Vĩ Hào. Câu trả lời của em là 19 ạ. Hào đã tính như thế nào ạ? Dạ, em lập được một hệ hai gồm hai phương trình, gọi x là số học sinh được điểm 8 và y là số học sinh được điểm 9. Thì chúng ta có là x cộng y sẽ bằng 45 và 8x cộng 9y sẽ bằng 379 ạ. Và nói ngắn gọn hơn thì chúng ta nếu coi tất cả học sinh đạt được điểm 8 thì tổng điểm là 360. Và chúng ta có thể thấy số điểm bị hụt đi là 379 trừ 360 bằng 19 bằng số học sinh được 9 điểm. Và đó cũng là đáp án chính xác. Xin chúc mừng Vĩ Hào. Anh Phát hãy thật bình tĩnh nhé. Phía trước bạn sẽ là còn một câu hỏi 20 điểm nữa. Bạn có lựa chọn ngôi sao hy vọng không? Dạ không ạ. Chúc Thành Phát thật thành công với câu hỏi này. Mời bạn trả lời câu hỏi của nhóm phóng viên Olympia. Xin chào quý vị khán giả và các bạn học sinh. Tôi đang có mặt tại đền thờ, nơi tôn vinh và tưởng niệm một danh tướng của dân tộc ta trong những buổi đầu bình minh dựng nước và giữ nước tại quê hương ông, xã Cao Đức, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Ông là người khuyên An Dương Vương rời đô xuống đồng bằng, tìm đất đóng đô và là người được An Dương Vương giao nhiệm vụ thiết kế, chỉ huy công trình xây dựng thành Cổ Loa. Tôi có một câu hỏi dành cho các bạn như sau. Các bạn hãy cho biết nhân vật của chúng tôi đang muốn nhắc đến ở đây là ai? Chúc các bạn thành công. Câu trả lời của em là Cao Lỗ. Vâng, rất tiếc Thành Phát đã không lựa chọn ngôi sao hy vọng ạ. Chúc mừng bạn. Và đó cũng là câu hỏi cuối cùng của Thành Phát rồi. Bây giờ bạn có thể trở về vị trí. Và hiện tại bây giờ thì chúng ta có hai thí sinh đều cùng đạt 215 điểm. Người tiếp theo tham gia phần thi về đích đó là bạn Vĩ Hào. Xin mời bạn. Vĩ Hào hãy cho chúng tôi biết bạn lựa chọn những câu hỏi như thế nào. Em chọn 3 câu 20 ạ. 3 câu 20 điểm.
và chúc cho sự lựa chọn của Vĩ Hào sẽ mang đến những điểm số cao cho bạn trong phần thi về đích này. Năm 1897, để tìm các mảnh đạn và vị trí xương gãy bên trong cơ thể bệnh nhân trong chiến tranh Ban Căng, dạng sóng điện từ nào đã được sử dụng? Dạ, đối với anh quen là TX. Và đáp án mà Vĩ Hào đưa ra là đáp án chính xác. Xin chúc mừng bạn. Vâng, bây giờ thì Vĩ Hào sẽ đến với câu hỏi có giá trị 20 điểm tiếp theo. Bạn có lựa chọn ngôi sao hy vọng không? Dạ không ạ. Vâng, chúc bạn thành công với câu hỏi này. Trứng và thỏ là hai biểu tượng không thể thiếu trong ngày lễ nào của những tín đồ Kitô giáo? Dạ, câu trả lời của em là lễ Phục Sinh ạ. Tôi đang muốn nhắc đến một trong những ngày lễ được coi là quan trọng nhất của Kitô giáo. Và năm nay thì lễ Phục Sinh được tổ chức vào ngày Chủ nhật 17 tháng 4. Và chúc mừng Vĩ Hào đã có thêm 20 điểm. Hiện tại bây giờ thì Vĩ Hào đang tạm dẫn đầu đoàn leo núi với 255 điểm. Với câu hỏi cuối cùng, bạn có muốn lựa chọn ngôi sao hy vọng không ạ? Dạ không ạ. Chúc bạn sẽ bình tĩnh, tự tin và may mắn với câu hỏi này. Vào ngày 28 tháng 4 năm 1975, phi đội quyết thắng của không quân ta đã thực hiện cuộc tập kích vào sân bay nào của địch, góp phần vào thắng lợi của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử? Câu trả lời của em là sân bay Tân Sơn Nhất. Các bạn thí sinh còn lại đã sẵn sàng để tay trên chuông để nhấn giành quyền trả lời. Tuy nhiên, cơ hội dành cho các bạn không còn. Xin chúc mừng Vĩ Hào! Vĩ Hào đã hoàn thành rất xuất sắc khi trả lời đúng chính xác cả 3 câu hỏi về đích. Bây giờ bạn có thể về vị trí và nghỉ ngơi. Người đang sở hữu số điểm 155 là Minh Thông. Và bây giờ sẽ đến lượt thi về đích của bạn. Bạn đã sẵn sàng chưa? Dạ, em đã sẵn sàng rồi ạ. Xin mời Minh Thông. Bây giờ xin mời bạn lựa chọn những câu hỏi của mình. Em sẽ chơi hết mình ạ. Em sẽ chọn 2 câu 20 và 1 câu 30 ạ. Vâng, 2 câu 20 điểm và 1 câu 30 điểm. Chúc bạn thành công với lựa chọn của mình. Và câu hỏi đầu tiên dành cho bạn sẽ có giá trị 20 điểm. Đây là những lời tự khuyên mình của ai? Ví không có cảnh đông tàn thì đâu có cảnh huy hoàng ngày xuân. Nghĩ mình trong bước gian truân, tài ương rèn luyện, tinh thần thêm hăng. Dạ, câu trả lời của em là Chủ tịch Hồ Chí Minh ạ. Và những câu thơ này được trích trong bài nào ạ? Dạ, em cũng không nhớ, nhưng mà em chỉ nhớ là đâu đó em có đọc qua câu này rồi. Vâng, đây là những câu được trích trong bài tự khuyên mình trong tập Nhật ký trong tù của Bác Hồ, Hồ Chí Minh. Xin chúc mừng bạn. Dạ, cho em xin chọn ngôi sao hy vọng ở câu thứ hai, 20 điểm. Ngôi sao hy vọng dành cho bạn và chúc bạn sẽ thật thành công với câu hỏi này. Hãy thay x và y vào 1996 xy để được số chia hết cho 2, 5, 9. Năm không ạ. Câu trả lời của Minh Thông là 5, 0. Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Việt Hoàng. Em thưa anh chị là 20 ạ. XY là 20 ạ. X bằng 2. Y bằng 0. Việt Hoàng đã thực hiện thao tác tính như thế nào ạ? Dạ, chia hết cho 2 và 5 thì số của ấy chắc chắn là 0 ạ. Và em tính là 1 cộng 9 cộng 9 cộng 6 thì còn thiếu 2 đơn vị nữa thì sẽ chia hết cho 9 ạ. Nên là 20 ạ. Và đấy cũng là câu trả lời cho câu hỏi này. Xin chúc mừng Việt Hoàng, bạn đã có thêm điểm.
Bây giờ Minh Thông sẽ đến với câu hỏi có giá trị 30 điểm của mình. Chúc bạn thành công. Bạn hãy trả lời câu hỏi sau bằng tiếng Anh. Hi. Oh, hello. How was your holiday? Oh, it was great. I ate a lot of pizza and gelato. Cool. And did you see any famous sights? Oh yeah, I saw the Colosseum and Trevi Fountain. Wow. Which city did he go to on holiday? Rome. Rome. Bạn đã nghe được những gì ạ? Dạ, em nghe được là thầy đến một cái thành phố và ăn rất là nhiều pizza và có thăm quảng trường, thăm đấu trường La Mã Colosseum. Dạ, cái cô đó, cô hỏi là vậy thì bạn biết là thầy đã đi đâu, đến thành phố nào? Như vậy là bạn Minh Thông đã nghe được những thông tin rất cần thiết và đáp án của bạn đưa ra là Rome. Đáp án đó chính xác. Xin chúc mừng Minh Thông. Bây giờ bạn có thể thở phào nhẹ nhõm và về vị trí của mình rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chỉ còn lại một phần thi về đích nữa thôi. Đó là phần thi của Việt Hoàng. Xin mời Việt Hoàng tiến lên phía trước. Việt Hoàng hãy cho chúng tôi biết lựa chọn của bạn. Em xin chọn 20, 30, 20 ạ. 20, 30 và 20, đó là lựa chọn của Việt Hoàng cho phần thi về đích này. Chúng ta hãy cùng chúc bạn thật thành công với lựa chọn này. Nguyên nhân quan trọng nhất khiến mọi vật chuyển động trên bề mặt trái đất đều bị lệch hướng là gì? Do lực Coriolis ạ. Do tác động của lực Coriolis. Vâng, đáp án của chúng tôi trong câu hỏi này là do trái đất tự quay quanh trục. Và với câu trả lời là Coriolis thì thầy giáo Trần Trọng Hà, cố vấn môn địa lý của chương trình đã cho điểm Việt Hoàng. Chúc mừng bạn. Câu hỏi về đích thứ hai dành cho Việt Hoàng. Ở nước ta, từ năm 2000, ngày 7 tháng 4 hàng năm được chọn là ngày toàn dân tham gia công việc ý nghĩa nào nhằm thể hiện trách nhiệm vì cộng đồng, góp phần cứu sống hàng nghìn người? Hiến máu tình nguyện ạ. Đáp án chính xác của chúng tôi cũng là đáp án mà Việt Hoàng vừa đưa ra. Xin chúc mừng bạn. Hiến máu tình nguyện hay là hiến máu nhân đạo? Bây giờ thì Việt Hoàng sẽ còn một câu hỏi cuối cùng. Bạn có muốn thử sức với ngôi sao hy vọng không? Trước khi đến với câu hỏi cuối cùng thì ngày hôm qua các bạn đã nhắn tin với em. Cả lớp đều đồng ý là câu cuối cùng sẽ dùng ngôi sao hy vọng. Và em xin lựa chọn ngôi sao hy vọng ạ. Vâng, chúc bạn thành công. Và chúc những lời động viên của cả lớp cũng sẽ mang đến cho bạn những điểm số thật cao với ngôi sao hy vọng này. Ở lớp lưỡng cư và lớp thú, cơ quan nào xuất hiện đã dẫn tới hình thành vòng tuần hoàn nhỏ cung cấp oxy cho các mô cơ quan? Tim ạ. Vách ngăn của tim ạ. Vâng, ở câu hỏi này thì chúng tôi xin được nhờ đến các bạn còn lại. Mời Thành Phát. Câu trả lời của em là phổi ạ. Vâng, một câu trả lời rất quả quyết của Thành Phát. Và chúng tôi cũng xin được công bố đáp án đó chính xác. Xin chúc mừng Thành Phát. Và đó cũng là câu hỏi cuối cùng của Việt Hoàng rồi. Bây giờ bạn có thể trở về vị trí. Như vậy là 4 thí sinh của chúng ta đã cống hiến một trận thi đấu rất hay. Và hãy cùng xem họ đang có bao nhiêu điểm sau khi hoàn thành chương trình. Bạn Nguyễn Phúc Vĩ Hào đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Huỳnh Mẫn Đạt Kiên Giang đạt 275 điểm. Bạn Ngô Việt Hoàng đến từ trường Trung học phổ thông Định Hóa Thái Nguyên giành được 130 điểm. Chàng trai bắp cải
Dương Lê Thành Phát đến từ trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt Bình Thuận với 235 điểm về nhì. Và Lương Nguyễn Minh Thông đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Long An giành được số điểm 185. Vậy là sau 4 phần thi, chúng ta đã biết ai là người giành điểm cao nhất và về nhất trong cuộc thi ngày hôm nay, đó chính là bạn Vĩ Hào. Sau đây hãy cùng tuyên dương cả 4 bạn thí sinh của chúng ta. Đến với chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của đại diện nhà tài trợ Thaco Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải, ông Trần Bảo Châu. Và xin kính mời ông Trần Bảo Châu sẽ trao vòng nguyệt quế và phần thưởng cho các bạn. Thí sinh giành giải nhất trong cuộc thi tuần ngày hôm nay nhận được phần thưởng trị giá 10 triệu đồng đến từ nhà tài trợ Thaco Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải. Xin được cảm ơn ông Trần Bảo Châu. 4 nam thí sinh của chúng ta đã mang đến một trận thi đấu rất hay cũng như là rất nhiều những khoảnh khắc thú vị ở trên sân khấu này. Và xin được cảm ơn cả 4 bạn vì đã tham gia chương trình. Vậy là 4 chàng trai của chúng ta đã cống hiến một trận thi đấu hết mình và các bạn đã hoàn thành rất xuất sắc và thể hiện hết khả năng, năng lực của bản thân mình, và đó là điều mà chúng tôi vô cùng tự hào ở các bạn. Những gì đang đến thì sẽ luôn tốt đẹp hơn những gì đã trải qua nếu chúng ta xác định được tinh thần và luôn hướng về phía trước và luôn tập trung vào việc phát triển bản thân mình. Cảm ơn quý vị khán giả đã cùng quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chào các bạn nha. Một chút nuối tiếc khi mà đã bị bạn Vĩ Hào giành được vòng nguyệt quế ở những phút cuối cùng. Dạ, cảm xúc em rất là vỡ òa và em rất là hạnh phúc khi mà em đã giành được vòng nguyệt quế đầu tiên về cho trường em ạ. Em học được rất là nhiều kinh nghiệm cũng như là kiến thức thông qua cuộc thi tuần này. Nói chung là em rất là hài lòng với điểm số của mình ạ. Mình đã thi đấu hết mình, phần về đích em làm khá là tốt ạ. Em mong là các khóa sau thì trường em cũng sẽ có những thí sinh thi Olympia.